nói về đâu cửa ra. Dài đâu có bà la nữa, tôi gọi công an nha. Cho tôi vào không con. Tí mẹ mà đi. Đó. Bà biết lỗi rồi. Đó. Mở cửa ra đi. Đó, thấy chưa? Giờ đâu có mở đâu. Quá trời rồi. Thôi. Mở cửa ra. Không có mở đâu chị ơi. Chưa là chị đừng có đập để cho người ta nghĩ. Gia đình nhà các bà đi, các bà vô duyên. Chuyện nhà ta kể ta đi. Nhưng mà chưa rồi, để người ta ngủ ra chứ cô ra ông tầm thắt. Bây giờ cái nhà bà con có chuyện cái lộn, các bà có cãi không? Mà bây giờ tự nhiên đi đi chuyện nhà ta và xem thôi. Đó, thôi đi bây giờ chuyện các bà không có ấy gì hết á. Chuyện gia đình chị thì chị giải quyết nhỏ nhỏ thôi, vì chị la không có ai nghĩ gì. Quá trời luôn á. Đi xong đi mày ăn đồ đi. Mở cửa ra.